Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở biên giới phía đông bắc nước ta. Dự báo trên đất liền, ngày 4 tháng 1, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực các nơi khác ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Trời rét kèm mưa, trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 15 đến 18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 12 đến 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Mưa sẽ kéo dài tới khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn sẽ ở trạng thái ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, tối và đêm trời dịu mát. Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sau có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Sau đây là dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Hà Nội, nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 25 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi trên 21 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, phía Nam 23 đến 25 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Riêng Ninh Thuận đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 24 đến 27 độ, phía Nam từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, ít mây, ít mưa, trời nắng nhiều, có nơi nắng nóng, chỉ số UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!